Vâng, chào mừng tất cả các anh chị và các chú đã quay trở lại với channel của em trong buổi trưa ngày hôm nay. Hiện tại bây giờ chiếc xe bản số đang đeo là 51A15829. Con xe này em bán cho anh chị với giá thành là 45 triệu đồng. Và bây giờ xe sẽ tiến hành đi công vụ, sẽ có mặt tại ở Dầu Tiếng, Bình Dương. Quý anh chị cô chú nào thích sở chiếc xe này với giá thành 45 triệu trên cung đường của em thì anh cô chú anh chị xin lòng alo cho em qua số điện thoại đó là 0796822220 để bên em hỗ trợ và tư vấn thêm. Cô chú anh chị nào thích xem con xe này gần ở dòng khu vực ở Bình Dương thì anh chị cứ alo cho em sẽ trực tiếp em cho anh chị xem trực tiếp luôn, xem thoải mái luôn ha. 45 triệu với một phân khúc xe cỏ thì con xe này bao anh chị chạy ha, chạy từ Nam thì Bắc, từ Bắc vô Nam ha. Đồng sơn xi nội thất con xe này khá là sạch sẽ. Xe này thì em đã làm một cái video rất là chi tiết rồi. Đó, anh chị nào thích sở hữu chiếc xe này thì cứ xin vui lòng alo cho em để em gửi cho một cái video chi tiết chị cùng tham khảo ha. Đây, xe thì bây giờ một nửa tiếng đồng hồ nữa thì em sẽ xuất phát. Em sẽ đề ba đi Dầu Tiếng, Bình Dương để em làm công vụ ha. Xe này thì số sàn, tay lái, trợ lực, kính bấm, đồng sơn xi khá ok. Dung tích xi lanh của em nó là 1.9, thì độ tiêu hao nhiên liệu của em nó là 8 lít trên 100 cây số. Hệ thống của em nó là xài full xăng điện tử. Hiện tại lực đăng kiểm của em nó còn tới tháng 9 năm 2022, đăng kiểm thì còn rất là lâu nha. Và đây lần đầu tiên cô chú anh chị đến với kênh của em thì cô chú anh chị xin lòng nhấn nút đăng ký kênh và bấm chuông sát góc tay phải màn hình của mình để cập nhật những mẫu xe mới nhất theo ngày tháng anh em. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại anh chị một video sau.